Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure. Thì hôm nay đó là mình sẽ review một cái số sản phẩm cần thiết cho việc đi cắm trại cho những bạn đang muốn tìm hiểu. Hôm nay có hai sản phẩm. Một á là cái đèn để đi camping. Đèn này gắn với cái điện 12V ở trên xe, hoặc là những cái nguồn điện mà có thể xuất ra được 12V. Thì những nguồn điện nào thì chút nữa mình sẽ ví dụ cho mọi người xem luôn. Đó là cái này. Cái này là cái đèn để đi camping này, để các bạn có thể để ở lều hoặc là ở những cái gazebo, hoặc là cái mái lúc mà những cái bạt mà các bạn treo lên để bữa ngày chống nắng á, thì buổi đêm có thể treo những cái đèn này cho nó sáng. Là một cái này. Đó, mình để tạm ở đây đã. Rồi còn cái thùng bự này á là cái thùng mà nó để đựng, nó có nguyên cái tray gắn ở phía sau cái xe á, nơi cái chỗ mà các bạn người ta hay gắn cái trailer á. Đó, thì tháo cái cục mà gắn trailer ra, lắp cái này vào, xong rồi để vào cái chỗ mà gắn trailer á, là các bạn sẽ để thêm được đồ trên cái tray này. Cái bộ này á, bộ kit này á là chịu được 220 kg. Đó, thì các bạn có thể chất được đồ nhiều nhất là 220 kg trên cái tray này. Nó rất là gọn luôn. Nếu mà không xài thì tháo ra đem cất, lúc nào đi chơi, đi camping hoặc là đi chơi xa chẳng hạn, cần để vali này nó. Nếu các bạn có con nhỏ với đồ mà xe nhỏ như xe mình á, thì các bạn cái này có thể dùng tất cả mọi xe như hatchback, rồi sedan, xe SUV là xài thoải mái luôn. Rất là dễ cho những ai mà đã có sẵn cái trên xe, đã có sẵn cái thau bá là gắn được hết. Đó, thì bây giờ mình sẽ review lần lượt từng sản phẩm cho mọi người xem nhá. Rồi bây giờ thì đầu tiên mình sẽ review cho các bạn cái bộ đèn đi camping này. Là cái bộ này sẽ đến từ cái hãng là Kick-Ass của Úc. Là chuyên cái hãng này á là chuyên làm về mấy cái đồ camping mà giá thì rất là rẻ. Đó, riêng cái bộ này á thì giá cỡ khoảng trên trang web này thì giá cỡ khoảng 100 đồng, nhưng mà lúc mình mua thì cỡ 49 đồng cho cái bộ này thôi. Rất là rẻ luôn. Mình đã kiếm những cái giá để mà đi so sánh nhá. Thì những cái bộ mà tương tự như thế này á là cỡ khoảng 150 hoặc hơn, chứ không có rẻ, không có cái nào mà 49 đồng như cái này. Đó, cho nên mình quyết định mình mua cái này. Kể cả sau này cần xài vào cái gì á thì nó rất là tiện luôn nhá. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho mọi người xem này, chứ không phải nhất thiết là mỗi đi camping không. Đó, ví dụ nhà có tiệc ở sau vườn này nó ấy, mọi người là vẫn có thể xài được cái này. Đây, thì cái bộ này á mình mua là hay một cái là cho các bạn một cái túi xách luôn. Đó, thấy chưa, một cái túi rất là gọn gàng. Để xách đi camping là chỉ cần xách cái túi này đi thôi. Đó, là trong này có đèn và dây giờ trong này hết. Để bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Đó, thì trong này nó sẽ có một cái cuốn này, gói gọn trong cái cuốn này. Đó, là cái túi này là chỉ là túi để mà di chuyển xách đồ thôi nha. Mình sẽ để bên này trước. Rồi, mở cái cuốn này ra. Wow, 49 đồng nha mọi người. Này, cái 49 đồng này, mình chưa cần biết nó sử dụng bao lâu, nhưng mà thấy 49 đồng để làm ra một cái sản phẩm này là quá rẻ rồi. Rất là rẻ luôn. Cho nên là nhìn như thế này là mình đã muốn mua thêm một bộ nữa để dành này. Tại cái giá đúng của nó là 100 đồng mà 49 đồng để mua cái bộ này là quá rẻ. Nó có 4 đèn nha mọi người. 1, 2, 3, 4 này. Mà đèn này là đèn chống nước nha. Cái đèn này thì mình nghĩ là chắc cỡ khoảng một nửa mét, là 4 cây, mỗi cây nửa mét. Rồi mình coi cái bọc đầu tiên nó sẽ có cái gì nhá. Nó làm rất là gọn, nhìn rất là đẹp mắt luôn. Giá 49 đô. Quá đỉnh. Rồi, cái này á, cái này là kẹp vào cái bình điện ở trên xe. Xong rồi ra cái đầu này là đầu để gắn cái secret light á, là không những xài cho cái đèn này mà cho những cái đèn khác chẳng hạn.
cho những cái vật dụng khác, các bạn mà cần cái nguồn điện 12V mà có cái đuôi mà để cắm vào secret light á, thì là cái này, cắm trực tiếp vào bình điện luôn, rất là tiện nha. Rồi mình sẽ cho vào trong cái ngăn của nó lại, tại vì hôm nay mình sẽ không xài tới cái này, chỉ lấy ra cho mọi người xem thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ mở cái ngăn thứ hai xem người ta để cái gì nhá. Đây, cái này là cái á để gắn vào cái secret light này. Đó, gắn vào đó là sẽ có điện. Rồi cái đầu này á sẽ gắn vào cái bóng đèn của cái bộ này nhá. Rồi. Cái này chút nữa sẽ sai, cho nên mình sẽ để ra ngoài. Cái này tiếp theo là cái gì đây? À, cái này á là cái đầu để chia điện, chia dây điện. Là một cái đầu này á sẽ nối vô đây này. Đó, xong vặn lại. Tại vì cái đồ này đồ chống nước cho nên nó có cái kiểu nối như thế này, nối dây như thế này để nó chống nước nó vào. Rồi. Ngăn tiếp theo. À, đây là dây extension nha mọi người, để các bạn kéo dài ra được á. Mình mở một cuộn cho mọi người xem đây nha, là cho tới 4 cuộn là một ngăn này là 2 cuộn này. Đây, 2 cuộn. Rồi. Mình sẽ kéo một sợi này ra. Xem cái độ dài của nó bao nhiêu. Nhìn là khá dài đấy. Dài lắm. Các bạn nhớ lúc mà mình treo cái bạt đó, cái bạt của mình là cái size của nó là còn 5m nhân 3m thôi, mà cái dây này nó còn dài hơn cái bạt nữa, là mình treo là vô tư luôn. Rồi trong này là 2 cuộn như vậy này nha mọi người. Đó. Rồi cái ngăn cuối cùng này, cái này á là 2 cái điều khiển. Đó chưa, 2 cái điều khiển để đầu cái dây này á thì đơn giản lắm. Đây là cái dây từ cái nguồn điện ấy. Xong rồi á, nếu mà các bạn muốn nối 4 cái bóng đèn này thành một đường dây thôi á, thì gắn cái điều khiển này vào. Gắn điều khiển này vào đây. Đó. Là cái điều khiển này sẽ chỉnh được ánh sáng mạnh với yếu nhá. Rồi, nếu mà các bạn muốn á mà chia ra hai đường dây riêng biệt để sử dụng hai cái điều khiển. Đó. Thì mỗi dây á, điều khiển một cái bóng đèn là có chỗ á, thì các bạn để sáng hoài luôn, còn có chỗ các bạn muốn sáng yếu hoặc là tắt nó đi á, thì cũng được. Rồi á, cái này là chia ba đường này, chia ba đường á thì hai cái cho cái điều khiển, rồi còn một cái á là để cho bóng đèn sáng hoài. Đó thì cái đó là tùy mọi người. Đó, như mình á thì chắc là mình sẽ sử dụng hai cái này thôi. Mình sẽ sử dụng một cái điều khiển thôi cho nó tiện, nghĩa là tắt thì tắt hết, mở thì mở hết cho nó tiện. Còn lúc nào á có nhu cầu mà gọi là tắt mở tùy theo từng bộ phận mà mình muốn á thì mình sẽ sử dụng sau. Hôm nay mình sẽ test cho mọi người là một cái điều khiển thôi nha. Thì cái dây này là hay lắm, hai đầu làm khác nhau cho nên thế nào gắn lộn được. Đó. Thì nó có một đầu male với female thì mình cứ đút vào với nhau thôi. Xong vặn kỹ vào để chống nước là ok. Rồi. Bây giờ muốn nó đỏ thì mình gắn cái đầu này vào cái đuôi bóng đèn này. Xong mỗi bóng đèn này nó nối về nhau được nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người những cái nguồn điện nào có thể phát sáng được cái đèn này nha. Nguồn điện đầu tiên mà căn bản nhất là cái nguồn điện từ xe hơi. Là lúc nãy có cái này kẹp thẳng từ bình điện. Đó, nhưng mà các bạn không muốn làm điều đó. Tại vì lỡ bình điện đi cắm trại á, lỡ bình điện mà bị hết là xe các bạn mà không có cái đồ chấm start á, là ngày mai lắng đi được xe. Đó, thì cái đó mình khuyến khích là không nên xài, cho nên mình đã để vào đây. Đó, thì nếu mà nguồn điện trên xe mà không xài được, rồi xe các bạn có bình điện thứ hai để mà xài cho đèn hoặc là tủ lạnh thì bây giờ phải làm sao? Thì cái này là cái tip của mình đã xài và mình đã chỉ cho một số người bạn của mình, thì mọi người xài thì cảm thấy rất là ưng ý. Bây giờ mình sẽ chỉ tiếp cho mọi người nha. Là nếu trong nhà các bạn có ai mà có cái đồ nghề mà mấy người handyman á,
hoặc là ai mà còn mấy đồ nghề như DeWatt này, Milwaukee này, hay là Makita này, đó những cái hàng mà thông dụng á, có cái cục pin này để xài cho mấy cái tour nhá. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người một cái tip là làm sao sử dụng cái pin này hiệu quả khi đi cắm trại. Ok, các bạn lên Amazon đây, kiếm mua cái adapter này để gắn thẳng vào trong pin đó. Thì cái adapter này á là nó có một cái cổng USB-C, một cổng USB bình thường và một cái cổng là cho ra điện 12V, là như điện trên ô tô đó. Đó. Thì cái điện 12V này á là có 2A thôi, nó cũng được mạnh nhưng mà dư sai cho cái bóng đèn này, thấy chưa? Rồi trên này là có thêm một cái bóng đèn nữa, rất là tiện luôn. Thì á, cũng như cái thu thì gắn vào đây thôi. Đó. Là pin, các bạn xài pin gì cũng được, DeWatt như mình hay là Makita hay là Milwaukee là ba cái hàng thông dụng mình đề cập tới. Thì các bạn lên Amazon, các bạn kiếm cái adapter cho cái battery này là ok. Nếu mà ai mà muốn biết cái này mình mua ở đâu, link như thế nào á, thả xuống cái bình luận á, rồi mình sẽ reply cho mọi người nhá, biết rõ thêm cái thông tin của sản phẩm này nhá. Đó, thì mình test được cho mọi người xem này. Đó, thấy đèn là ra chưa? Đó, hai nấc này, lúc này là sáng bình thường chưa, sáng hơn này. Giờ là tín hiệu là cấp cứu này, SOS nhá. Giữ là tắt rồi, ok. Rồi, bây giờ á cái này thì làm sao nối vào cái này? Thì mình là có thêm một cái sản phẩm nữa. Cái này các bạn kiếm trên Amazon hoặc eBay đều được. Là các bạn kiếm là từ cái đuôi 12V ra thành cái đuôi Secret Light. Đó. Thì mấy cái này kiếm trên eBay hoặc Amazon dễ lắm. Nếu mà ai kiếm ra thì cứ nhớ bình luận ở phía dưới đó, mình sẽ kiểm link mình gửi cho mọi người xem nhá. Rồi, thì cái này là 12V này. Các bạn sẽ nối với đây. Đó. Rồi, cái đầu Secret Light này là cái đầu Secret Light là cái đầu mà trên xe hơi mà mình hay cắm mấy cái ổ để mà sạc cái điện thoại á, hoặc là cắm mấy cái để mà GPS này nó đó. Nhưng ngày xưa người ta hay sai GPS là hay cắm vào đây để lấy điện đó. Đó, bây giờ mình cắm vào đây nhá. Để coi cái này off trên này. Rồi, off rồi. Rồi cắm vào nhá. Đó, cắm vào như vậy. Rồi bây giờ on thử xem nó đỏ không này. Wow. Đó, đó là sáng nhất nha. Bây giờ giảm lại này. Quá hợp lý luôn. Rồi, để bây giờ mình thử đi tắt đèn thử xem nhá. Cái này sáng cỡ nào nha. Đây, mình mới tắt điện mọi người thấy sáng không? Hả? Giảm lại này. Đó. Tăng này, mà đây mới một cái nha. Để bây giờ mình đi nối tiếp mấy cái còn lại xong rồi mở lại cho mọi người xem nhá. Rồi lúc này là mình mới nối xong bốn cái đèn lại với nhau rồi, nó nối rất là dễ luôn. Đó, thì cái nguồn điện nối vô cái đèn đầu tiên, xong sau cái đuôi có cái dây nối qua đèn thứ hai, xong dưới cái đuôi của đèn thứ hai nối qua cái đèn thứ ba, tiếp tục như vậy nối nối qua đèn thứ tư. Đó, thì mình không biết là nếu mà mình có thêm một bộ nữa thì mình nối vào cái đuôi này tiếp được không? Tại vì đây cái dưới cái đuôi này là cũng có cái dây nối này, thì mình nghĩ là chắc là được, nhưng mà chủ yếu cái nguồn điện của bạn á cung cấp nó có đủ mạnh để mà nó sáng nguyên một dải giấy như vậy hay không. Thì sau này nếu mà có điều kiện á mình mua thêm một bộ nữa mình sẽ review tiếp cho mọi người xem, thì mọi người sẽ không cần phải có hai nguồn điện như thế này cho nó tiện đó. Rồi bây giờ mình mở lên thử xem nhá. Wow, quá sáng luôn. Cái này mà đi cắm trại mà có cái đèn này là lời hay lắm á, với cả là nó gọn, nó có cái túi để cất đồ nữa đó. Bây giờ mình lại đi tắt đèn thử xem cái lúc tối thì nó sẽ sáng như thế nào nhá. Đây, mọi người thấy này, mình tắt đèn rồi. Buổi tối sáng ghê ha. Quá sáng luôn, mà với 49 đồng. 49 đồng thì không có complain cái gì hết ở đây luôn á, quá tuyệt vời luôn. Đó, nếu mà có điều kiện mình sẽ mua thêm một bộ nữa. Tại vì cái này là quá hợp lý luôn, đó. Nó còn giảm lên tăng giảm này, đó, rất là tiện cho tới hẳn hai bộ điều khiển. Quá đỉnh, quá hợp lý luôn. Đây, bây giờ là mình sẽ mở đèn lại, xong rồi mình nói thêm một phần nữa cho mọi người xem. Test đèn này nó là thấy ok, happy lắm rồi. Bây giờ á, có vấn đề là chưa chắc mọi người ai cũng có thu, có battery như thế này để mình xài kiểu như mình. Đó, thì bây giờ phải làm sao?
để mà size được cái này. Thì mình sẽ cho mọi người thêm một cái tip nữa. Mong mọi người sẽ có cái này, nhưng mà cái này thì sẽ dễ có hơn là cái pin đồ nghề như thế này. Đó là bữa nay thì đa số ai cũng sẽ có cái sản phẩm là cái jump start để mà đề nổ trên xe khi mà xe bị hết pin. Và nếu các bạn xem video này á, mà nếu mà chưa có cái jump start là cái cục nguồn như thế này để mà đề nổ xe khi xe các bạn hết pin á, thì mình khuyên các bạn là nên sắm cho mình một cái bộ jump start để mà phòng ngừa, để ở trên xe lỡ xe các bạn có bị hết pin thì các bạn có thể tự cứu mình được. Khi nhất là khi các bạn đi cắm trại đi một mình nữa là càng rất nguy hiểm nữa. Đó, rồi nếu không có sóng điện thoại nữa nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều. Đó. À, cái này là cái cũ. Nhưng mà nó sai vẫn tốt. Chút nữa mình sẽ cho các bạn xem cái bộ mới nếu các bạn tính mua nha. Rồi, thì ai mà có cái bộ này rồi á, ai có bộ này rồi á thì cũng tương tự như vậy, là những cái bộ này á, nó thường sẽ có một cái ổ là output 12V để cho mình xài. Đa số là sẽ có nha, đa số chứ không phải 100%. Đấy. Thì nếu mà có cái đó thì như mình là có hai loại, một loại là 12V ở đây, một cái trên này 19V để gắm laptop, để sạc laptop đó. Đó. Thì khi các bạn hai lỗ kế bên các bạn gắm cẩn thận, nhớ đọc kỹ là cho vào lỗ 12V này, để mình tắt lại này. Đó. Gắm mấy cái đồ điện nên tắt nó trước khi gắn vào nhá. Đó, thì gắn vào. Thấy chưa? Nó sẽ hoạt động y chang bên này luôn. Rồi. Bật điện lên. Rồi. Bây giờ mở công tắc này. Đó, ngon lành kênh đào chưa? Ngon lành kênh đào. Đó, thì cái cục chấm start này vừa chấm start được xe nhưng mà vừa mở được đèn camping nếu các bạn cần. Đó, nhưng mà các bạn chú ý này, khi mà dùng cái cục chấm start này á mà sai camping á, mà lỡ qua đêm mà này hết cái cục này á, là các xe các bạn mà bị hết pin á thì cũng như không. Đấy chưa? Xe các bạn hết pin là cũng như không. Cho nên là đã xác định lấy cái cục chấm start để đề nổ xe thì phải cẩn thận, là như mình, bản thân mình hay làm á, là khi tới cái chỗ camping á, mình sẽ tắt hết đèn của xe và tắt những cái đèn mà khi các bạn mở cửa cái đèn ở trong xe nó đỏ lên này nó á. Đó là mình tắt hết tất cả mọi thứ mà có thể tiêu thụ điện khi mà xe không hoạt động là mình tắt hết. Thì đến khi mà mình cắm trại 2-3 ngày về á, là xe mình đề nổ không có vấn đề gì cả. Đó là một cái tip nữa khuyên các bạn, thì các bạn có thể yên tâm sử dụng cái này. Còn chắc ăn nữa thì kiếm nguồn điện khác chứ đừng đụng tới cái này. Cái này chỉ là một option mà mình giới thiệu cho các bạn thôi. Đó. Rồi á, vì sao cái tại sao mình có hai cục, cho nên mình xài cái cục này để mà xài đèn với xài những thứ khác nữa. Đó là những thứ gì? Thì mình hôm nay mình giới thiệu luôn. Nếu các bạn muốn mình đi kỹ vào từng món á thì nhớ để lại bình luận cho mình, để mình biết mình làm vlog từng món đi camping xài những cái gì cho các bạn xem. Bây giờ hôm nay là mình chỉ chính là mình review cái đèn này cho mọi người xem, hai là mình sẽ lướt qua những cái liên quan với cái nguồn điện để cho mọi người biết luôn. Rồi còn ai thích đi sâu vào vấn đề nào thì mình làm thêm cho mọi người nhá. Đây là cái bơm hơi, bơm điện cho mình xài cho cái nệm hơi. Đó, thế cũng có cái nguồn điện này rồi á thì thay vì các bạn phải bơm tay bơm cái nệm á thì trời ơi, nó lâu lắm. Rồi các bạn nếu mà có con mà đi tắm sóng á thì bơm có mấy cái pháo mà vịt hay thiên nga gì đó thì vẫn có thể dùng cái bơm này để bơm được, nó rất là nhanh. Rồi khi mà các bạn mà đi về để mà xả cái hơi cho cái đệm á để gập lại á thì lấy cái bơm này hụt cái hơi ra để gập lại rất là gọn, rất là nhanh luôn. Đó, chứ không phải ngồi đợi cho nó đệm nó xì rồi mất thời gian lắm. Rồi cái con vịt hay con thiên nga cũng vậy, bơm cái này lên rụt hơi ra giống như cái vách khấm vậy á, là nó rất là nhanh. Đó, thì cái này hoạt động như thế nào y chang cái đèn luôn, là gắn vào cái lỗ mà secret light này. Đó, gắn vào đó xong cái on à, thấy chưa, gió ra pha pha luôn này. Đó, mạnh lắm. Đó, thì có một đầu hút với một đầu xả. Đó, thổi. Rồi cái này có thể xài được cái gì nữa? Cái này có thể xài được cái bơm nước mà như
cái video vừa rồi tụi mình đi camping, tụi mình hay xài bơm nước xong rồi có tắm vậy là rửa xe ở trong rừng đó, là cũng nhờ cái này luôn, là một cái nguồn điện này này nó giải quyết rất là nhiều vấn đề cho những cái bạn mà chưa có hệ thống second battery hay là hệ thống thống solar trên xe, thì cái nguồn điện này giải quyết rất là nhiều vấn đề. Một cái cục chấm start này của mình á là mình đi cắm trại 3 ngày 4 đêm là sai cho bơm nước là dư, quá dư luôn. Thì nếu mà các bạn á trong tương lai mà có tính mua cái cục chấm start này cho xe á, khuyến khích các bạn nên mua cái loại mà tốt bền, nhất là pin. Tại vì pin các bạn muốn mua là mua cái loại nào nó thực sự tốt, nó mắc một tí nhưng mà nó sẽ sử dụng bền. Đó, cái cục này của mình thì pin bây giờ nó hơi bị lôi lên. Đó, đúng ra là nên sử dụng nữa, nhưng mà tạm thời mình chưa có bình điện thứ hai cho nên mình phải tạm thời sử dụng cái này. Còn nếu các bạn muốn một hàng tốt, xài bền, coi như là mua xong để xài lâu dài đó, thì mình sẽ giới thiệu lại một lần nữa. Mình có một cái vlog nói về cái này rồi, các bạn nếu muốn thì tìm trong YouTube của mình. Nhưng mà hôm nay tiền đây mình giới thiệu lại luôn, là cái hàng này á, là cái hàng Noco. Nó có nhiều size cho xe nhỏ, xe lớn. Cái size này là size bự nhất theo dạng compact, dạng gọn á, bự nhất trong cái dạng gọn để mà đề được cái xe động cơ diesel V8 đó. Thì hàng này là cái hàng mình rất tin tưởng luôn, cho nên mọi người có thể xem qua và nghiên cứu thêm nha. Thì bữa trước á, mình có review cái đèn mà đi cắm trại này này, lúc mà mình mới mua về ở nhà cho mọi người xem. Đó, thì bây giờ á, mình sẽ mở cái này ra, mình set up đèn ở đây, xong rồi mở lên xem nó sáng như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ quay sơ lại cái khu mà tụi mình set up camping tối nay này, coi những cái đèn mà tụi mình đã có từ trước á, xem nó sáng như thế nào và sau khi mà lắp cái đèn mới này nha. Thì so với trong cái video á, thì các bạn sẽ thấy sáng thôi, nhưng mà với cái ánh sáng ở đây hiện tại á, là đủ sai rồi. Đó, đi là không cần mở đèn pin rồi đâu rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn sáng hơn nữa. Rồi, đi móc tạm hai cái đèn này rồi đó. Chắc ở đây một cái ha. Đó. Ngoài này một cái cho sáng. Rồi. Mình mới đi gắn xong 4 cái đèn này. Thì gắn vô cái cục điện của mình luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem lại một lần là khi đèn chưa mở nhá. Đó, nói chung là sáng nhưng mà nó không sáng lắm. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên cho mọi người xem này. Rồi, để vợ mình tắt cái đèn trên đầu nhá. Đây, mọi người thấy khác biệt không? Đó, không biết trong video mọi người thấy sao, chứ ở ngoài này là khác lắm. Là nguyên một cái chỗ này này, là bây giờ là sáng này. Rồi cái chỗ mà để mình đi ra toilet hay là đi ra nhà tắm buổi đêm á, là nó sáng, là mình đi là mình cần phải mở cái đèn trên đầu nữa đó, chưa? Rồi cái đèn này á, là nó có cái điều khiển ở đây, nó có cái chính, là sáng mạnh hay sáng yếu là ngay ở đây. Thế bây giờ mình giảm sáng lại này, đó, thấy chưa? Giống như ví dụ như buổi tối mà đi ngủ á, mà các bạn muốn một ít ánh sáng để mà đi toilet buổi đêm hay gì đó, đó thì có thể vặn lên vặn xuống như thế này. Đó, tắt lại này cho mọi người xem này, chưa? Đó, bây giờ để mình đi tắt mấy cái đèn này luôn cho tối hưu luôn. Rồi, tối rồi đúng không? Giờ mình mở cái đèn này lên xem nhá. Đó, nó sáng nha mọi người.
Đó là đi trong này là buổi tối là không sợ vấp té gì luôn. Đó. Để quay video mình mở mấy cái này nữa lên nữa, cho nó sáng. Đây. Hợp lý ha. À, đèn này mình mua là 49 đồng. Cái giá của nó để là 100 đồng mà mua có 49 đồng thôi. Cái giấy á, nó cho dài quá trời luôn. Là mình trăng 4 góc. Là giấy chạy thoải mái, muốn kéo dài hơn là vẫn được nữa. Đó, mà mỗi giấy là nối vào nhau hoặc là các bạn muốn hai giấy riêng biệt, hai đèn riêng biệt cũng được. Mình thì mình nối luôn một cái, tắt là tắt hết, mở là mở hết luôn. Đó. Thì hôm trước mình review ở nhà cho mọi người xem rồi. Hôm nay review ở ngay cái chỗ camping luôn, ngay chỗ cắm trại luôn để cho nó chính xác, là mình cảm thấy rất là happy với cái tiền bỏ ra là 49 đồng cho bộ đèn này, là quá chất lượng luôn á. Đó, nếu sau này mà có điều kiện là mình sẽ mua thêm một cái nữa để gắn xung quanh lều với là mấy chỗ toilet cho nó sáng luôn.